vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mà tôi cũng phải phục các cái anh công an ở đây. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Tôi thật. Nani? Nani? Omae wa mou shinde iru. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Clip này thì em mình sẽ chơi đó là vị tướng Ngô Khống. Rừng cây thuế nhẹ, gg. Ghê. Ok, thì ở clip này mình sẽ mang đó là Ngô Khống đi rừng nha. Nói chung thì Ngô Khống được anh em sử dụng rất chỉ là nhiều để leo rank. Thì clip này mình cũng giới thiệu cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu luôn. Phân tích cho anh em cực kỳ là rõ luôn. Thì giai đoạn đầu game thì cố gắng là tích cực farm một xíu. Uầy, không để ý rồi. Mất bua rồi anh em ạ. Ra tem địch mình không để ý anh em ạ. Hơn nữa thì pha đỏ tem mình cũng không thể sai luôn. Và cải kỳ thì mất con bua đỏ rồi. Thế này là mình thì gánh không lên được level 4 rồi. Thì dù sao thì cũng cố gắng đó là farm một xíu nhá. Thì mình nghĩ đó là xíu nữa ra nó sẽ sáng bố sánh tiếp ấy. Ôi ơi, ông dồn này sao ăn quái của mình trời. Ok, pha này sẽ lùi lại một xíu nha. Đấy. Ok, này thì cướp này, này thì cướp này. Bắt luôn, đúng rồi, hay quá. Pha này thì có mít tém mình hỗ trợ rồi. Này thì cái cướp này. Cái chiến công đâu dành cho mình. Gọi là cho mượn bùa đỏ tạm một xíu thôi. Lấy lại anh em ạ, cách tôi thám. Đi đêm lắm thì có ngày gặp mà thôi. Cái giai đoạn này thì mình vẫn chưa lên được level 4. Lượng máu mình thì khá thấp nên là chưa đi gánh được nhá. Pha này thì sẽ biến về thôi. Chạt đó là ra một cấu đó là bỏ đi bạn ơi. Cướp chí cướp lắm á. Thì hiện tại vẫn chưa lên được level 4 anh em ạ. Thì Ngô Khống chưa lên level 4 thì vẫn chưa phát huy hiệu quả nhiều. Bây giờ sẽ phá một xíu cho lên level 4 nhá. Thói quen rồi. Gọi là cướp bọc quen rồi đây. Thì giai đoạn đầu game mình lên cho nó món đồ cấp 1 của đi rừng. Sau đó thì mình lên cho nó những món đồ đó là theo thiên hướng chỉ mang. Đó là những găng tay chỉ mang nha anh em. Lên cho nó khoảng 4 cái găng tay chỉ mang cung cấp cho anh em đó là lượng... chỉ mang cực kỳ là tốt, 4 cái thì nhân lên đó là 48% tỷ lệ chỉ mang rồi. Kết hợp theo đó là bảng ngọc. Thì anh em có lượng đám chỉ mang rất chết tốt. Và nội tài của Ngô Khống nữa. Thì không biết đó là rừng tém địch cây thuế thì nó sẽ như thế nào và nó sẽ ra sao. Thì anh em nào mà muốn cây ránh thì nói chung cũng cuối mùa rồi. Anh em nào có ý định cây ránh, muốn khung ránh đẹp hay tục tướng gì đó ấy, thì nhắn tin qua Zalo của mình nhé. Zalo của mình thì 0944387455 trên màn hình anh em ạ. Ok, thì pha này uầy ra bắt ra này. Uầy, nhưng mà bắt xa thủ của tém đi trước nhé. Bắt luôn uầy. Pha này có thêm giá nữa, mình sợ nó đẩy vào trù ấy, nên là mình sẽ lùi lại một xíu nhá. Pha này rình rập đấy này, nó một tiến cao một xíu, mình sẽ tăng hình lại đây. Bắt, đúng rồi, chơi luôn này, lên bảng điểm số này, có sự hỗ trợ rất chết tuyệt vời đến từ đó là viên ra tem mình nữa. Và cải kết thì có double kill dành cho mình. Ok, hiện tại thì mình lên được 4 cái găng tay chỉ mang rồi, mình sẽ lên cho nó đôi giày để tăng tốc chạy, để tăng cái khả năng di chuyển. Dài thì mình sẽ lên dài kiến cương để kháng ít hiệu ứng khống chế nhá. Rồi pha này bắt luôn. À, Circuit ăn được màng của đó là mít tém mình. Nhưng mà mình sẽ trả thù cho mít tém mình. Ngon, ôi quá ngon cho nè. Tự nhiên cải được màng quả là phê luôn. Đối với Ngô Khống thì những chất tướng gọi là sát thủ bắt những vị tướng máu giấy cực kỳ là dễ luôn.
ngô khống mà mặt thì gọi là báo phế luôn. Giá đàn lệt ghếm thì gọi là một gầy một màng là chuyện bình thường. Với ngô khống thì nói chung những món đồ không thể thiếu, cùng là bảng ngọc thì cực kỳ là quan trọng nhá. Nên anh em có ngọc chơi ngô khống sẽ tốt hơn. Thì bây giờ mình làm gì thì mình nhận thấy là có giáo tránh. Ở đường rong phá này thì mình sẽ lại hỗ trợ tím này, liệu có bắt được bò hay không. Nhưng mà bò phiên bản này thì vẫn rất chỉ là mạnh và khỏe ấy, nên là mình cũng không mặn mà cho lắm. Ok, pha này lại bắt văn hến này. Có ai hỗ trợ không nhỉ? Chạy đâu? Chạy đâu thì nói một câu. Ôi, thôi xong rồi. Hai đứa con hái xỉu máu kia. Tao đỏ ra nó đang đầy đủ cô con bó ấy. Chứ tưởng ra thì một pháp sứ. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng kiếm đó là sát thủ luôn. Nó có thể áo play được mình ấy. Tao đỏ bị choáng choáng liên tục luôn ấy. Cả là thám, tưởng là một mình ván hến thì mình ăn được ấy. Ai sẽ thêm giá nữa thì phá đỏ chiếu rồi. Phá đỏ tém mình lại hỗ trợ kịp thời xíu là ngon ấy. Gọi là thám thì thầm anh em ạ. Ôi, tại sao mình có bùa nha. Ôi, phá đỏ mình ăn được thêm một màng à, màng của ai ta? Màng của rá tém đích à. Anh em nói màng của ai anh em? Thế thì cũng không lỗi cho làm anh em ạ. Ok. Thì nói chung bây giờ thì sẽ tập trung. À, mình nhận thấy là rừng tém đích đáng ở phía trên kia nhá. Búa sánh cho lùm, chưa lùm. Nên là mình sẽ lùm đó là búa sánh của tém đích. Gọi là mượn tạm một xíu thôi. Xíu nữa nó bán được mình thì mình trả. Thì nói chung khi mà sang rừng tém đích rồi thì cố gắng đó là vớ vẹt những gì có thể. Đó là mình vẹt nhá. Thì bây giờ mình làm gì? Đó là mình thấy thì lính đang lên rửa bao sống. Pha này thì mình sẽ đứng đấy, đó là dập nó chắc chắn thì sơ cớt nó vẫn biết mình ở đấy. Nhưng mà mình sẽ đứng đấy, đó là nấp lối lấu một xíu. Rồi pha này, này thì chơi này, này thì lên cáo này, này thì lên này. Thế mình đấm gọi là đứng đó, đó là nấp lấu một xíu. Mình không ra phám vội, chứ mình ra phám phạt là nó biết mình là nó không lên đấy. Rình. Rồi ôi ra tém đi con bò nhưng mà trượt rồi. Này thì cái tồi này, này thì cái tồi này, bắt luôn. Chạy đâu? Chạy đâu thì nói một câu. Ui, nó chạy được rồi anh em ạ. Tưởng là không chạy được, ai xem là nó chạy được rồi. Pha này bắt này.
16 màng mà mình ăn hết 10 màng rồi. Tem mình có vẻ là khá thọt rồi. Bây giờ lượng đồ đạc này thì nói chung đánh ra chưa tốt rồi. Thì pha này thì mình thấy rồi, tem đi cắn rồng nha pha này. Ôi thôi xong rồi, bị bo nó bật cái soi map rồi anh em ạ. Vẫn ăn được màng của rá, nhưng mà mình thì cũng phải lên bảng điểm số luôn rồi. Tưởng là tăng hình được ai dè, nó là món đồ phụ trợ soi map nên là mình chịu rồi. Bật lên phạt thì mình bị lộ tầm nhìn luôn. Ôi tem mình SP gì mà 16 SP không lên đồ phụ trợ, lên phún phẹp luôn. Ôi thế này thì toang. Gọi là khen cho ra một câu anh em ạ. Phá đỏ thì ra tem đích núp và bắt mình cũng khá là tốt đấy. Hí hí. Thì có tổ chất. Ok, pha này sẽ dinh rập đấy xem rồi tém đích có ra đẹp đám lính này hay không nhá. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy là giáo tránh rồi, pha này sẽ lại hỗ trợ này, á thú thì đang can quét. Nhưng mà pha này thì khá là khó rồi, khi mà tém mình giáo tránh thiếu người. Ui, pha này ăn được hai người rồi này. Ui, nhưng mà mình đơn phương độc mã quá anh em ạ. Kèm theo đó thì Toro nó cũng bật đó là cái trói map nữa. Hay hay hay, pha đó hay ấy. Dinh đi. Đúng rồi, phải bắt chứ. Chất tưởng là vậy mà anh em. Chất tưởng ngô khống mà lao vào trực diện thì anh em đó là sai lầm rồi. Rồi lại chơi theo thiên hưởng đó là giúp kích. Theo thiên hưởng là núp lùm và bắt thôi. Nhưng mà khá khó một xíu anh em ạ. Khi mà tem địch đó là có cái sói map nên là nhiều khi cũng khắc chế phần nào ngô khống ấy. Thì khi mà nó lên sói map thì không có giải, mà không có giải thì giúp ghi đố cũng như đó là viên ra tém mình sẽ tốt hơn trong những cuộc chiến. Ok, nãy giờ thì cũng chưa ăn được rồng, thì bây giờ ăn con rồng một xíu nhá. Thời gian rảnh, thường ấy con rồng đầu tiến hoặc là con rồng trong giáo tránh thì có thể là tạo lợi thế một xíu. Còn thực tế nếu mà bình thường thì anh em ăn được rồng thì càng tốt nhá. Còn thế mạo hiểm mà tránh chấp ấy thì anh em cũng không đến. Nhưng mà rảnh thì anh em chắc chắn là phải ăn rồng để tạo lợi thế cho mình cũng như tạo lợi thế cho tém nữa. Ui thôi xong rồi, tém mình bị quét sạch rồi. Và này không biết có làm được một điều gì hay không này. Ui đông thế. Mình vẫn đang con giáp hôm anh em ạ. Quay trở lại chơi mày luôn này, chơi mày luôn này. Đổi màng luôn anh em ạ. Ui pha đó mình không nghĩ là tém địch 5 người ở đó luôn ấy, mình chỉ nghĩ đó là 3 người thôi. Nhưng mà sờ vẫn sờ ra anh em ạ. Ui tém mình chết nhiều quá. Pha giao tránh đó thì thiếu mình cũng như thiếu xạ thủ. Và cải kết thì sau khi xạ thủ lên thì cũng lên rìa. Mình lại thì cũng lên rìa nhưng mà rất máy đổi màng được. SP lên phép. Rồi đi SP lên phép. Gì? Tém mình toàn chửi ghi đu anh em ạ. Mình cũng đã có làm được là cái clip về đó là ghi đủ rồi. Nhưng mà mình sẽ lên full tank khi đi SP nhá. Chứ anh em lên phép thế này cực kỳ là yếu. Anh em thấy ghi đủ chết liên tục, chết liên tục luôn. Chơi ghi đủ tầm này mà lên tank thì thực sự tém địch để mà được ghi đủ cực kỳ là khó luôn ấy. Bởi vì hay ra tế thì lại chỉ cần choáng phát là mất chiêu cuối đấy. Rồi Van Hến mà ghi đủ lên tank thì anh em thấy Van Hến bắn mãi cũng không chết được ấy. Rá cũng vậy ấy, lên cây huân chương trói rồi thì rá đấm cũng không xi nhế. Còn lên phép thế này thì nó chỉ bắn vai phát là đến bảng điểm số ấy. Thế là thực sự mình thấy ra anh em DSP ghi đủ hầu như là toàn lên phép. Nên là hầu như clip nào về ghi đủ DSP mình cũng đều lên full tánh cả ấy. Thực sự tém mình thì chỉ có đó là á thú khá là trấu một xíu thôi. Nhưng mà với á thú thì không có choáng nhiều. Nên là việc hãy ra tế nó ưng tí thì rất chi là tốt đấy. Còn đối với ghi đú mà lên phún tánh chỉ cần chống chịu một xíu thì áo tú choáng. Uầy, pha này lại có giáo tránh ở đường giữa rồi. Pha này mình sẽ rinh rập nhé, bắt được ai không? Rồi, bắt được một người này. Tiếp đến là ai? Tiếp đến thì bắt xa thủ của tém đích này, bắt luôn. Chạy đâu?
Uầy, đám to thế, lên bảng điểm số này. Pha này liều có chạy được hay không? 36 kế chuồn là thường sạch thôi, nhưng mà cũng không chạy nổi anh em ạ, khi mà có thêm đó là bo tô rố nữa. Tém binh lại bị một phá, đó là quẹt sơ thôi. Cố gắng hết sức rồi anh em ạ. AD ngu vơ cơ lơ. Tém chửi nhau anh em ạ. Một ông 37, một ông 29 chửi nhau. Thì cũng đúng thôi. AD thì chửi đó là SP lên phép. Còn SP thì chửi đó là AD, đó là chết nhiều màng, chịu luôn. Mi ra muôn vầy ngô khống. Sơ táo A, uầy. Mình cười nhẹ một phát nhá. Thực tế thì đối với mình ấy, nếu mà mình ở thế chủ động thì mình ăn được giá nhá. Còn nếu mà ở thế bị động ấy thì giá nó ăn được mình ấy. Giá cũng là màu sát thủ, có thể bắt được sát thủ ấy. Nhưng mà bây giờ với giáp hồn mạnh nữa thì mình cũng không sợ giá ấy. Rồi rồi, phá này này. Này thì sờ này, này thì sờ này. Phá này mình sẽ dinh đập đấy nhá. Ok, nó đang nấp trong bụi ấy, tăng hình lại này, gõ một phát này chiêu cuối choáng này, lên bảng điểm số này. Ừ, mình sờ bạn ạ, rất chỉ là sờ luôn. Bò này, này thì bò này, nhưng mà bò thì mình không mặn mà cho làm anh em ạ. Ok, cũng cấu kéo được là món đồ phụ trợ sói mạp của nó rồi. Thì bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ ping cho đồng đội di chuyển ra hang rồng nhá. Hiện tại thì cũng 16 phút rồi anh em ạ. Nhưng mà khá là căng, trận đấu này thì khá là căng. Bên ngọc dành cho ngô khống thì mình sẽ lấy ngọc như sau: ngọc đỏ tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang, đó là điều đương nhiên rồi. Ngọc tím 3 viên hút máu, 7 viên tốc cánh thấp chay, và ngọc xanh đó là cống vật lý và xến giáp. Ok, hiện tại thì có giáo tránh ở đường mịt. Oi oi, pha này mình bị lộ tầm nhìn rồi. Liệu có chơi được hay không? Oi, bắt luôn, đúng rồi, bắt bo luôn, choáng này. Hay quá. Pha này mình sẽ lùi lại một xíu nha. Rồi rồi, ra này, lên bảng điểm số này. Uầy uầy uầy, khá là thấp máu rồi. Mất đó là cái nồi tài của con rồng rồi. Pha này chơi luôn. Uầy, vẫn đang có.